phiên bản G1000 Plus ấy. Cho các bác tha hồ lựa chọn nhé. Phiên bản này thì em đã có video giới thiệu trên kênh YouTube rất nhiều đấy. Hay lắm, chất âm rất hay, chưa đa dạng các thể loại nhạc. Tiếp theo đây là những cái đôi loa G1000. G1000 thì em có hai phiên bản là màu gỗ và phiên bản là màu đen. Sơ qua cho các bác và anh em thì chúng ta tha hồ mà lựa chọn các bác nhé. Mua hàng tại Hoàng Long thì có như là mua tại tại kho rồi. Đó, đây phiên bản G1000 Plus ấy. Cho các bác tha hồ lựa chọn nhé. Phiên bản này thì em đã có video giới thiệu trên kênh YouTube rất nhiều đấy. Hay lắm, chất âm rất hay, chưa đa dạng các thể loại nhạc. Bên cạnh đây thì súp 560, các dòng 560 Plus. Rồi tiếp theo đây là cái gì nhỉ? Đây là loa B12, full B12 các bác nhé, nhiều lắm. Đây, em tha hồ chơi, em mua hàng tại Hoàng Long chúng em thì yên tâm rồi các bác nhé. Đây, quay sang đây là vang 6G đấy. Và xong rồi xếp như núi luôn. Đấy, chúng ta mua hàng này thì yên tâm chưa? Anh em chúng em vừa lấy khui thùng những cái chiếc loa G1000. Ở đây thì có hai phiên bản màu gỗ và phiên bản màu đen. Hai phiên bản này thì có cái cấu trúc như nhau, chất âm như nhau, hình thức như nhau, khác mỗi màu thôi thôi nhé. Và cái giá thì cũng như nhau luôn. Để em sẽ tháo cho các bác cùng xem cái bản màu đen. Đấy. Màu đen thì cái cấu trúc nó tương tự như màu gỗ, cũng sử dụng là 2/20, 2/20 màng polyplat, rồi chung cũng sử dụng màng polyplat gân cao su, đó là chép đô và loa chép mảnh. Đấy. Và tương tự như vậy cho cái phiên bản màu gỗ, và màu gỗ cũng vậy. Một số anh em thì sẽ thích màu đen, một số anh em sẽ thích màu gỗ. Thì tùy theo không gian các bác nhé, không gian mà nhiều đồ nội thất bằng gỗ chẳng hạn thì đặt màu gỗ vào. Đấy. Không gian mà mang phong cách gọi trẻ trung hiện đại, nhiều cái đồ salon sang thiết sofa thì chúng ta đặt màu đen, đúng không? Màu đen cũng rất sang trọng thôi, cực kỳ đẹp. Màu gỗ thì nó nổi bật hơn một chút, nhưng mà về kết cấu thì nó như nhau. Đây là những cái chiếc thùng mà anh em chúng em vừa mới đập hộp cho các bác đây, và quay về cái khi mà bóc hộp ra thì nó sẽ có các cái phụ kiện đi kèm để chúng ta lắp chân. Đấy, có các cái chân này, chân cao su để giảm chấn này. Trong quá trình mà đánh mạnh nó sẽ không bị xê dịch loa này. Các cái ốc để vít này. Rồi có cả tua vít lục lăng, lục giác để chúng ta vít cái ốc này. Quay về với cái thiết kế của loa thì nó rất là đẹp như này các bác nhá. Đây là những dòng loa bán rất là chạy. Với một cái thiết kế khá nhỏ gọn thôi, nhưng mà chất âm rất là ngọt ngào, và công suất phải rất là đáng nể trong những không gian khoảng tầm 30-40 m². Chơi không cần qua loa siêu trầm, tiếng rất là sạch trong, và âm thanh chi tiết, chơi được các thể loại nhạc bolero, nhạc không lời, nhạc có lời, DJ remix. Chiều cao của nó thì khoảng tầm 1m105-106cm. Chiều rộng thì nó khoảng tầm hơn một găng tay một chút, thì khoảng tầm 27-28cm. Chiều sâu khoảng tầm 29-30, nó khoảng đấy, nó nhỏ xinh xinh thôi. Anh em có thể để ngay dưới đất cũng được, để ngay trên tủ trên kệ chúng ta cũng được, rất đẹp các bác nhá. Ở bên cạnh những dòng loa G1000 Plus thì Hoàng Long chúng em còn có những dòng loa B12, C12 vân vân. Hiện tại đây không gian thì đang chuẩn bị nhưng chưa bày hết cho các bác được. Hẹn các bác ở những video sau và quay cho các bác xem cái thiết kế phía sau của cái dòng loa G1000 Plus, phiên bản màu đen và phiên bản màu đỏ thì tương tự như nhau thôi các bác nhé. Với những dòng loa này thiết kế chơi ở chế độ, có thể chơi ở chế độ tách cầu, chứ là chơi chế độ by wire đấy. Một số anh em sẽ có những âm ly mà có thể chơi được tách cầu như vậy, thì anh em phải tháo loa đầu mình ra thì đánh hai cọc dưới này cho loa bass, cho hai loa bass ở phía dưới, rồi hai cọc trên thì cho loa chung và hai loa chép bên trên. Đấy. Chơi cái chế độ đấy thì là dành cho những em chơi nhạc chuyên nghiệp, tức là nghe nhạc hay đấy. Còn nếu bình thường hát karaoke hay là chơi bình thân trong gia đình, anh em cứ đấu một âm một dương là xong mọi nhá. Cái trở kháng của nó là 4 ohm, và công suất của nó thì từ 350W cho tới 700W. Có nguyên tem niêm phong của hãng, đảm bảo cho anh em khi mua tại Hoàng Long chúng em là mua tận kho và giá tận gốc, và cũng như là chính hãng bảo hành cho anh em, giấy tờ pháp lý đầy đủ hết các anh, lỗ thông hơi phía dưới và 4 chân.